Video truyện kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 29 Linh Mã Hùng Phong, tác giả Tuyết Nhạn, diễn và đọc Dương Vũ. Quyết Si lúc này gằn giọng nói: "Bọn ta không có thì giờ nghe ngươi lải nhải đâu. Nếu quân Trùng Thánh không mời bọn ta vào thì hỏi gọi y ra đây." Hai gã đại hán cùng châu mại nói: "Bọn này ở đây gác cổng cũng đã mười mấy năm rồi. Biết bao nhiêu hào kiệt có thân phận danh tiếng cao hơn các vị nhiều từng đến đây, nhưng chưa thấy một ai lại ngang tàn như Tôn Giá. Chẳng hề Tôn Giá là cao hiền võ lâm." Quyết Si hét vàng: "Tiểu tử, người đã đuôi mù rồi. Trang chủ các ngươi là cái thá gì mà khó gặp đến như vậy hả?" Đại hán giắt đào vội cản bước trước rồi nói: "Tệ trang chủ đã phong hàng quy ẩn hồi 50 năm về trước, không màng đến sự đời nữa. Trong bao nhiêu năm nay đã có vô số danh nhân cao thủ đến viếng, nhưng tệ trang chủ nhất loạt không tiếp kiến." Quyết Phật lúc này bỗng xen lời: "Vậy nói đi nói lại vẫn là không tiếp kiến chứ gì?" Hai gã đại hán đồng thanh nói: "Chẳng còn cách nào hơn, mong các vị lượng thứ cho." Quyết Si xoa hai tay vào nhau, y quay sang Triển Ngọc Mai rồi nói: "Cô nương hạ lệnh đi." Triển Ngọc Mai quát: "Sao, các người muốn động thủ ư?" Quyết Si nhăn nhó nói: "Chỉ có mỗi biện pháp ấy thôi. Nếu không gặp được quân Trùng Thánh thì chẳng thể tìm ra tung tích của tiểu cùng chủ. Không cần cho hai con chó gác cổng này một trận thì không thể gặp được quân Trùng Thánh rồi." Hai gã đại hán tức giận quát: "Tôn Giá đừng có hiếp người quá đáng nha." Đoạn liền cùng tuốt binh khí cầm tay sẵn sàng động thủ. Ngay khi ấy bỗng nghe một giọng trầm thấp quát lên: "Dừng tay lại!" Rồi liền thấy một lão nhân râu bạc dài đến phủ ngực phóng bước đi ra, gương mặt xanh xao phản phất một vẻ sầu lo khó thể nào giấu giếm được. Quyết Si cười to: "Tốt lắm, quân Trùng Thánh đã tự ra rồi kìa." Hai gã đại hán lập tức tra binh khí vào bao, cùng cúi đầu chào và cung kính nói: "Kính chào tổng quản." Thì ra lão nhân ấy chính là tổng quản Mã Thất Vũ. Quyết Si lại thất vọng nói: "Mộ tướng đâu là quân lão đầu đã ra rồi chứ? Thì ra chỉ là một tên tổng quản khốn con thôi." Mã Thất Vũ vội ôm quyền thi lễ nói: "Các vị từ đâu đến, cần gặp tể trang chủ có việc gì?" Triển Ngọc Mai vội nói: "Chừng một tháng trước có một người tên là Vân Long đến bái kiến quân trang chủ." Mã Tất Vũ giật nảy mình vội ngắt lời: "Nếu các vị nhất định cần gặp tệ trang chủ, lão ô có một cách." Y thấp giọng nói tiếp: "Xin các vị hãy lui ra ngoài hơn 10 trượng, lão ô sẽ thưa tận tường." Triển Ngọc Mai thoáng ngẫm nghĩ rồi đoạn nói: "Cũng được, chúng tôi sẽ cung hậu đại giá ở ngoài 20 trượng." Nói xong liền quay người lui ra ngoài trang. 20 trượng đã đến sát cánh rừng tùng. Quyết Phật và Quyết Si tuy rất bực tức, song vì Triển Ngọc Mai đã quyết định, hai người đành phải đi theo nàng. Hai gã đại hán cũng đưa mắt nhìn Mã Tất Vũ đồng thanh nói: "Bọn người này thật khó ứng phó, nhất là lão râu sòm kia thật là hung hãn đó." Mã Tất Vũ nghiêm nghị nói: "Trang chủ ở xa mới về, đâu thể để cho những kẻ phàm tục này quấy rầy lão nhân gia ấy được." Dần dần, đại hán đều kiếm lại châu mài nói tiếp: "Bọn họ cứ khăng khăng bảo là hồi tháng trước có một người họ Vân tới đây, lại bảo là con linh mã nào đó đã bị thương chạy thoát, còn người thì biết vô âm tính, rõ là chuyện hoang đường mà." Mã Tất Vũ gật đầu: "Ta tự có cách khiến cho họ rời khỏi đây." Đoạn chậm rãi cất bước đi về nhóm người của Triển Ngọc Mai. Bề ngoài tuy ông tỏ ra rất ung dung nhưng trong lòng thì vô cùng căng thẳng. Đã sợ quân Trung Thánh phát giác, lại cũng sợ hai gã đại hán gác cổng nhận ra sơ hở. Đồng thời ông cũng thầm lo lắng cho Dần Long và quân Mộ Hoa đã có mặt ở Thanh Dương Lãnh từ lâu rồi mới phải. Hay là cả hai gặp trắc trở gì nữa rồi? Và nữa, những người này sao không đến sớm hơn, lại đến nhằm cái lúc mà quân Trung Thánh vừa từ Nam Cương trở về. Ôi thật là khốn khổ. Mã Thất Vũ lúc này đang suy nghĩ, đi đến gần cánh rừng tùng. Triển Ngọc Mai liền tiến tới châu mài nói:
Mã tổng quản, có cách gì có thể khiến quý trang chủ bằng lòng tiếp kiến? Hồi tháng trước phải chăng có một vị dân lòng đến đây? Mã Tất Vũ vội thấp giọng nói, chúng ta hãy vừa đi vừa nói. Tiếp tục bước nhanh tới, đồng thời khẽ nói, các vị chưa gặp dân đại hiệp sao? Triển Ngọc Mai thoáng lộ vẻ vui mừng. Vậy có nghĩa là dân lông đã đến đây có phải không? Quyết Sì bỗng xen lời. Tại sao linh mã thọ thường chạy về mà cung chủ thì chẳng thấy đâu cả? Mã Tất Vũ châu mày nói. Lão ồ có thể nói rõ. Tóm lại nơi đây không phải là chốn an toàn. Tốt hơn hết là chư vị hãy mau rời khỏi. Có lẽ khi đến Thành Dương lĩnh sẽ gặp dân đại hiệp đó. Vậy là dân lông đã rời khỏi đây rồi phải không? Đã rời khỏi 6 hôm rồi, đi cùng với một vị quân cô nương nữa. Triển Ngọc Mai ngẩn người. Ồ, quân cô nương, vậy nghĩa là sao? Mà Mã tổng quản nói rõ hơn có được không? Mã Tất Vũ thở dài nói, việc dài dòng lắm, khi nào gặp dân đại hiệp thì cô nương sẽ rõ. Quyết Phật bỗng xen vào, cô nương không thể tin được. Nếu tiểu trang chủ rời khỏi đây đã 6 hôm, chả lẽ nay vẫn chưa đến Thanh Phong lãnh hay sao? Giả lại con truy hồn mã thì... Triển Ngọc Mai gật đầu nói, phải rồi, Mã tổng quản, chúng ta chưa từng quen biết nhau, tôi làm sao có thể tin ông được chứ? Mã Tất Vũ biến sắc mặt, vậy thì khó quá, lão ô xin thề với trời đất, dân đại hiệp quả thật đã rời khỏi đây rồi. Quyết Sì cười khải nói, thế thì có ích gì, đều chỉ là những lời thối thác mà thôi. Mã Tất Vũ thở dài, lão ồ chỉ lo cho sự an nguy của chư vị nơi đây. Quyết Sì tiếp lời, nơi đây thế nào hả? Bà Tất Vũ bầm môi nói, nơi đây cũng nằm dưới sự khống chế của Chính Nghĩa Đoàn, nếu không mau rời khỏi e xảy ra điều bất trắc, nên chư vị hãy mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Quyết Sì cười to. Cô nương, lão nhi này định đe dọa chúng ta kìa. Quay sang Mã Tất Vũ y quát to, lão chưa nghe bọn ta nói hay sao? Bọn ta đã từ Chính Nghĩa Môn tới đây, đó là một môn phái thật sự chủ trì chính nghĩa. Còn Chính Nghĩa Đoàn chỉ là cái lũ ma tử ma tôn đã giả danh lừa dối thiên hạ, và Chính Nghĩa Môn cũng chính là khắc tinh của Chính Nghĩa Đoàn. Ai mà sợ mẹ kiếp cái lũ Chính Nghĩa Đoàn, lão đừng có lôi thôi nữa nha. Triển Ngọc Mai trầm ngâm nói, bất luận quý trang chủ có tiếp khách hay không, Mã tổng quản chỉ cần truyền báo một tiếng, bảo là người của Chính Nghĩa Môn, thà mạo hiểm dùng đến võ lực cũng quyết phải gặp được ông ấy. Thốt nhiên một chuỗi cười giòn vang lên nói, Mã tổng quản, các vị ấy cần gặp lão ô phải không? Mã Tất Vũ giật bắn người như bị sét đánh. Bẩm trang chủ, đúng, đúng như vậy. Người ấy chính là Tam Hoàng Sáu Nhật Quân Trung Thánh, mắt đầy vẻ cười hiền từ, mình mặc áo dài màu vàng, dơi chợm râu dê bạc phơ dưới cằm. Quân Trung Thánh ung dung cười nói, cách xa đến giếng sao không mời khách vào hàng xá, lại ở đây lôi thôi gây khó khăn vậy? Mã Tất Vũ rúng động cõi lòng. Lão bộc, chỉ là tuân mệnh vụ của trang chủ cử tiệc truyền báo thôi. Quân Trung Thánh cười nhạt. Vậy thì tại sao ở đây lải nhải vậy? Mã Tất Vũ bối rối nói. Bởi họ nhất quyết đòi gặp, nên lão ô định cho họ biết cách đêm khuya xâm nhập sơn trang. Vì lão bộc không muốn quấy rầy đến trang chủ. Quân Trung Thánh thản nhiên cười. Lão ô quả đã không dùng làm người. Người lúc nào cũng luôn lo nghĩ cho lão ô. Mã Tất Vũ tái mặt, hai vai run rẩy. Quân Trung Thánh tản lời như không thấy. Quay sang nhóm Triển Ngọc Mai rồi nói. Các vị nhất định muốn gặp lão ô có phải không? Triển Ngọc Mai không khỏi sinh lòng kính mến. Bởi vẻ hiền từ của lão bất giác, nàng không núm nói. Tiền bối hẳn là trang chủ quân lão hiệp. Quân Trung Thánh mỉm cười. Lão ô chính là Quân Trung Thánh đây. Triển Ngọc Mai vội lại nói. Tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay đã mạo muội quấy rầy thật là vô cùng ái ngại. Quân Trung Thánh cười. Nữ hiệp bớt tốt phải khách sáo như vậy, chẳng ai cần gặp lão ô có việc chi? Chừng 1 tháng trước có phải chăng có một vị gọi là Dân Long đến đây bái kiến quân lão hiệp? Quân Trung Thánh cười cởi mở. Thì ra các vị đây là vị dân đại hiệp. Có, dân đại hiệp đã từng đến đây. Triển Ngọc Mai liền cảm thấy nhẹ người, vội lại nói.
Chẳng hay y đang còn ở trong trang hay là đã đi khỏi rồi. Quân Trung Thánh cười. Các vị bất tất lo lắng, dân đại hiệp tuy đã rời khỏi đây nhưng tối nay hoặc sáng mai nhất định sẽ hoài trở lại đây. Thiến Ngọc Mai thoáng ngẩn người. Tiền bối nói rõ hơn có được chăng? Quân Trung Thánh cười. Việc rất là dông dài. Trước hết lão ô cần biết tôn tính đại danh của chư vị để tiện xưng hô. Thiến Ngọc Mai vội lần lượt giới thiệu về Quyết Phật, Quyết Si, Hải Trí và Hải An, sau đó mới giới thiệu với chính mình. Tiểu nữ là Triển Ngọc Mai, cư trú tại Mạc Bằng Thành. Quân Trung Thánh mừng rỡ. Ồ, Bằng Thành Bách Phụng mà giang hồ vẫn truyền hẳn chính là cô nương có phải không? Triển Ngọc Mai vội đáp. Dạ, chính là tiểu nữ. Quân Trung Thánh quét mắt nhìn Mã Tất Vũ mặt mày xám ngắt y cười nói. Triển cô nương chẳng những là một vị nữ hiệp lừng danh trên chốn giang hồ, đồng thời có mối quan hệ sâu xa với đường kim bích cùng chủ. Dần thiếu hiệp có phải vậy không? Triển Ngọc Mai cười nói. Dần kim bích cung chủ đời trước chính là tổ gia gia của tiểu nữ. Quân Trung Thánh lại hỏi. Vậy cô nương xưng hô thế nào với dần đại hiệp vậy? Hai người xưng hô là tỷ đệ vì tiểu nữ lớn hơn dần lòng một tuổi. Dần Trung Thánh vỗ tài nói. Vậy thì hay quá đi. Thật không ngờ Bạch Thủy Sơn Trang bé nhỏ này lại có khách quý liên tục tới thăm, quả là vô cùng vinh dự. Triển Ngọc Mai khẽ nhíu mày nói. Quân lão hiệp có thể cho biết Dân Long đi đâu rồi không? Quân Trung Thánh đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ồ, đó là tất nhiên rồi, nhưng đây không phải là nơi trò chuyện. Xin mời vào tây trang dùng trà rồi thư thả mà nói. Thế nào hả? Triển Ngọc Mai chẳng chút đắn đo. Vậy thì làm phiền nhiều quá. Quân Trung Thánh cười ha hả. Khách quý thế này lão ô cũng khó có thể mời về được. Triển cô nương khỏi phải khách sao? Đoạn dẫn trước cất bước đi vào sơn trang. Triển Ngọc Mai và mọi người cũng liền theo sau. Mã Tất Vũ tuy hồn phi phách tán, song cũng đành phải đi theo sau. Lát sau với sự hướng dẫn của Quân Trung Thánh, mọi người đã có mặt tại một gian hoa sảnh rộng rãi. Quân Trung Thánh chờ cho nô bọc dân trà xong, mới quét mắt nhìn bọn Triển Ngọc Mai ngồi quanh, rồi chậm rãi nói. Kể từ khi quy ẩn tại đây hồi 50 năm về trước, lão ô đã không còn ý muốn tranh cường đấu thắng trên chốn giang hồ nữa. Nên tùy có một số bằng hữu đến thăm, nhưng lão ô cũng lánh mặt không có tiếp. Thế nhưng quyết tâm ấy bởi sự có mặt của dân đại hiệp đến đây đã hoàn toàn thay đổi rồi. Triển Ngọc Mai thắc mắc hỏi. Vì sao vậy? Quân Trung Thánh cười. Khi dân đại hiệp đến đây cũng không có được đón tiếp. Nhưng dân đại hiệp đêm khuya xâm nhập vào trang và gặp mặt lão ô. Triển Ngọc Mai cười giả lả. Quân lão hiệp đã không trách tội, thật là khoan hồng đại lượng. Quân Trung Thánh lắc đầu. Dần đại hiệp bất luận về võ công hay khí độ đều khiến lão ô vô cùng khâm phục. Nếu đều càng khiến lão ô khâm phục hơn nữa là đầy lòng chính khí và tinh thần dũng cảm đó. Triển Ngọc Mai vô cùng hớn hở. Quân lão hiệp quá khen rồi. Quân Trung Thánh nghiêm túc nói. Dần thiếu hiệp đã vạch trần những tội ác của chủ nhân Quyết Bia đã gieo rắc trên chốn giang hồ trong bao nhiêu năm qua, khiến lão ô không khỏi động lòng. Triển Ngọc Mai nhếch miệng cười. Dân lòng không những chỉ vì tư thù, đồng thời cũng vì công lý cho võ lâm. Quân Trung Thánh gật gù nói. Chính vì vậy lão ô mới quyết định tái xuất giang hồ trong tuổi xế chiều, gấp chút sức mọn để tảo trừ chính nghĩa đoàn dưới sự chỉ huy của chủ nhân Quyết Bìa. Triển Ngọc Mai vui mừng nói. Quân lão hiệp hiểu thấu đáo đại nghĩa như thế này thật là phúc đức cho giới võ lâm đó. Thoáng dừng một lát rồi nàng lại nói. Quân lão hiệp, Dân Long thật ra đi đâu vậy? Quân Trung Thánh vẫn bình thản. Lão ồ có hai người bạn chí thân, một là Thần Long Tam Hiệp Thân Hùng Phi, hai là Khai Bi Trưởng Hồ Thiên Thành. Võ công của hai người này đều tương đương với lão ồ. Nếu được bọn họ trợ giúp thì thật là một lực lượng đáng kể. Ngừng chốc lát,
Đoạn y đăm đăm nhìn về Triển Ngọc Mai rồi nói tiếp. Sau khi lão ô nêu ra hai người ấy, dân thiếu hiệp rất là vui mừng, lập tức bảo lão ô viết thư đích thân đi thỉnh mời. Triển Ngọc Mai thở phào nói, à, vậy là Vân Long đã đi thỉnh mời hai vị tiền bối rồi. Quân Trung Thánh gật đầu. Đúng vậy, họ một ở Nghi Sơn, một ở Mộng Sơn. Dân thiếu hiệp đã đi được 6 hôm, tính ra tối nay hoặc sáng mai sẽ về đến. Triển Ngọc Mai thoáng ngẫm nghĩ. Tiểu nữ còn có một điều không rõ. Linh mã của Vân Long, vì sao? Quân Trung Thánh đảo nhanh mắt, cười gượng nói. Việc ấy lão ồ thật hết sức là ai nấy. Triển Ngọc Mai nóng lòng hỏi rằng. Tiền bối nói rõ có được không? Quân Trung Thánh gật đầu. Tất nhiên dân thiếu hiệp không hề cưỡi linh mã lên núi mà để cho nó ở dưới chân núi. Trước đó lão ô không hề hay biết đến khi linh mã thọ thương. Lão ô mới nghe nói. Hiện lão ô đã phái người đi điều tra kẻ đã sát thương linh mã, đến giờ vẫn chưa có hồi báo. Lão giải thích hết sức là hàm hồ. Nhưng Triển Ngọc Mai bởi đã có ấn tượng tốt từ lúc đầu nên hàng không hề chú ý và cũng không có hỏi tiếp nữa. Nàng đã hoàn toàn tin cậy vào Quân Trung Thánh, kể cả Tả Hữu Song Vệ, giàu kinh nghiệm giang hồ cũng vậy, chẳng nhận ra chút sơ hở nào của lão ta cả. Điều mong mỏi của Triển Ngọc Mai lúc này là thời gian hãy qua mau, đêm đến càng nhanh chóng cho Vân Long trở về tương ngộ. Quân Trung Thánh đảo mắt bỗng đứng lên nói. Chốn rừng núi hẻo lánh không có gì để tiếp đãi. Nhưng thức ăn xoàn, rượu nhạc thì cũng phải tỏ tấm lòng. Triển Ngọc Mai cũng vội đứng lên nói. Quân lão hiệp bất tất phải khách sáo làm gì? Chúng tôi... Quân Trung Thánh cười nói. Lão ô là người hào sảng, trừ vì khách sáo thế này, thật khiến lão ô hết sức là ái ngại đó. Triển Ngọc Mai cũng cười cởi mở. Vậy thì tiểu nữ đành phải làm phiền quân lão hiệp. Quân Trung Thánh khẽ cất tiếng gọi. Mã tổng quản! Mã Tất Vũ vội đứng lên rung giọng nói. Ê, lão bộc đây! Quân Trung Thánh cười hiền hòa. Hãy mau theo lão ồ xuống bếp xem thử có món gì để tiếp đãi khách không. Lão bộc xin tuân mệnh. Thế là hai người chủ bộc ôm quyền thi lễ với mọi người, đoạn cùng rời khỏi qua sảnh. Mã Tất Vũ chệnh choạng theo sau Quân Trung Thánh ra khỏi qua sảnh, đi vòng về phía hậu viên, lát sau đã vào đến thư phòng. Bốn bề vô cùng yên ắng. Quân Trung Thánh ngồi xuống ghế với giọng nhạt nhẽo nói. Hãy ngồi xuống đi. Mã Tất Vũ y lời ngồi xuống đối diện với Quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh chậm chậm nhìn vào mặt của Mã Tất Vũ một hồi thật lâu rồi mới thở dài nói. Lão phù tuổi đã ngoài trăm, tự phù biết rất rõ con người, thật chẳng ngờ lại lầm về ngươi. Mã Tất Vũ lặng thinh cúi đầu. Quân Trung Thánh buông tiếng hừ lạnh lùng rồi tiếp. Mã Tất Vũ, hơn nữa lão phù nghĩ ngươi phải là một bậc hảo hán, không ngờ ngay cả điểm này lão ô cũng sai lầm luôn. Mã Tất Vũ trố mắt. Không phải vậy đâu. Quân Trung Thánh ngạc nhiên. Nếu ngươi không tham sanh quý tử, sao mặt lại lộ vẻ buồn lo? Mã Tất Vũ nghiến răng nói. Đó là mã mổ sợ thủ đoạn của lão, sợ sự xảo trá của lão, sợ lão sát hại Triển Ngọc Mai và Vân Long không một ai đối kháng với lão nữa. Quân Trung Thánh cười khẩy. Điều ấy lão ô sẽ cho người thấy, câu trả lời tức khắc. Mã Tất Vũ nghiến rằng, nếu trời cao không muốn lão tận diệt người trong võ lâm, tất nhiên sẽ có sự báo ứng cho lão. Mã mổ không muốn nhìn thấy lão nữa. Đoạn hai tay nắm vào nhau, đồng thời vỗ vào ngực toàn đoạn kinh mạch tự tận. Nhưng Quân Trung Thánh đã buông tiếng cười nhạt, dùng tay điểm ra rồi nói. Người đã tính toán sai lầm rồi. Mã Tất Vũ tuy nhanh, song Quân Trung Thánh lại còn nhanh hơn, đã bị chỉ phong của lão điểm quá huyệt đạo. Quân Trung Thánh cười khải. Mã Tất Vũ, người đã tôn kính lão phù thế này, lão phù đâu có để cho người một cách dễ dàng chết như vậy, ít ra cũng phải cho người hưởng thụ một phen. Rồi nhẹ nhàng bước đi mấy bước, đoạn nói tiếp. Nếu bảo đó là ý trời ấy là hướng về lão phu. Mặc dù Vân Long đã được người phóng thích, xong lại có những người này đến đây nạp mạng đó. Mã Tất Vũ nghiến răng, làm thinh không muốn đáp lại. Quân Trung Thánh nhếch môi cười và nói tiếp.
Giờ đây thì ngươi có thể an tâm mà xem lão ô sẽ làm thế nào diệt trừ những kẻ đã chống lại với lão phù. Đoạn lấy ra một mảnh lụa trắng đặt trên bàn, vội vàng viết mấy chữ. Sau đó đưa tay ấn vào vách, lập tức một cánh cửa nhỏ mở ra. Trong ấy có một cái lồng chim. Trong lồng là hai chú chim hoàng oanh nhỏ xinh. Mã Tất Vũ hiển nhiên cũng mới trông thấy lần đầu. Ông ta bất giác ngẩng người ra nhìn. Quân Trung Thánh buộc mảnh lụa trắng vào chân một chú hoàng oanh, đoạn dùng tay. Chú hoàng oanh đó lập tức bay vút ra cửa sổ, giọt lên không trung. Thì ra là dùng để truyền thư. Quân Trung Thánh bật cười ha hả nói: Mã Tất Vũ, lão phù phải đến với bọn kia đây. Những bóng người thấp thoáng, Quân Trung Thánh đã mất dạng. Mã Tất Vũ huyệt đạo bị phong bế, đành xót xa buông tiếng thở dài, nhắm mắt lặng thinh. Trong hoa sảnh đã được bày lên một bàn tiệc thịnh soạn, cùng nhóm của Triển Ngọc Mai ăn uống cười đùa, chủ khách rất là tương đắc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trời đã vào tối. Quân Trung Thánh đã ngà say, mặt đỏ bừng rồi đứng lên nói: Chư vị cứ tiếp tục uống cho thỏa thích đi, lão phù phải đi giải quyết một số chuyện ở trong trang, lát nữa sẽ trở lại hầu tiếp chư vị. Triển Ngọc Mai vội nói: Xin quân lão hiệp cứ tự nhiên. Quân Trung Thánh mỉm cười rồi chậm rãi đi ra khỏi sảnh. Lão lại quay về thư phòng. Mã Tất Vũ huyệt đạo bị phong bế, ngồi nghiêng ở trên ghế chưa hề động đậy. Quân Trung Thánh cười khải nói: Mã Tất Vũ, có lẽ người đã nếm thử rồi, thuộc chân khí phá huyệt chẳng có tác dụng gì. Phải biết thủ pháp điểm huyệt của lão phù cũng khác hơn mọi người đó. Mã Tất Vũ lặng thinh, ông đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một số mạng xấu nhất rồi. Quân Trung Thánh mỉm cười ung dung, từ trong một chiếc rương sắt được khóa kính lấy ra một bộ y phục màu đen. Lát nữa lão đã biến thành một người hoàn toàn khác, toàn thân phủ kính trong bộ y phục màu đen, và chiếc khăn choàng xanh đó chính là thân phận của chủ nhân quyết bia của lão. Nơi trước ngực lủng lẳng treo một cái đầu lâu to cỡ trứng bồ câu. Trên đỉnh trắng hiếu, ở dưới đỏ lờm, đó chính là quyết cô tỷ, lệnh phụ của chủ nhân quyết biệt. Xong xuôi đầu đó, Quân Trung Thánh mỉm cười nói: Mã Tất Vũ, người đã trông thấy chân thân của lão phù rồi chứ? Mã Tất Vũ nghiến răng nói: Thấy rồi, mã mổ chết cũng chẳng có gì hối tiếc đâu. Mã Trung Thánh cười nhẹ, lại dung chỉ điểm vào á huyệt của Mã Tất Vũ. Đoạn sải bước ra khỏi thư phòng, rồi thì như thể u linh quỷ mị biến mất trong đêm tối. Trong hoa sảnh, bọn tỳ nữ vẫn như thôi đưa tiếp tục thêm rượu và thức ăn. Nhóm người của Triển Ngọc Mai cũng đã ngắm hơi men, không ngớt cười nói quyên thuyên. Bởi chẳng đã biết rõ về tung tích của Dân Long, không lâu nữa sẽ gặp nhau, hơn nữa lại còn được Tam Sào Sáu Nhật, Quân Trung Thánh, Thần Long Tam Hiệp, Thân Hùng Phi và Khai Bia Chưởng Hổ Thiên Thành, ba vị tiền bối võ lâm xuất sơn tương trợ. Đó quả là một điều hết sức đáng mừng đối với chính nghĩa một. Thời gian chậm chạp trôi qua, đã canh hai mà vẫn chưa thấy Quân Trung Thánh quay trở lại. Thột nhiên một tiếng kêu như sói tru quỷ gào vang lên, khiến cho hết thảy mọi người trong hoa sảnh đều rùng mình sởn tóc gáy. Bởi tiếng kêu ấy thật quá thê thiết, hệt như tiếng gào thét của kẻ tử tội đang bị tùng xẻo. Quyết Sì lớn tiếng nói: Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, cô nương có cần lão phu đi xem xét không? Triển Ngọc Mai lắc đầu nói: Quân lão hiệp là bậc tiền bối cao nhân, nếu xảy ra chuyện gì tất sẽ phái người giải quyết, không cần chúng ta phải ra tay can thiệp đâu. Quyết Sì đành xỉu mặt ngồi trở xuống. Ngay lúc ấy bỗng vang lên một chuỗi cười âm thanh quái dị, song đó không phải là tiếng gào rú mà là tiếng cười vang dội. Nhóm cô Triển Ngọc Mai thấy đều giật mình kinh hãi, bởi tiếng cười đã vang lên ngay xung quanh của tòa hoa sảnh. Mọi người vội quét mắt nhìn, chỉ thấy bốn bóng người đã chia ra bao vây bốn phía tòa hoa sảnh. Quyết Sì hét to: Chính nghĩa đoàn! Triển Ngọc Mai cười khẩy: Chớ nên vọng động. Đoạn trầm giọng quát: Bốn vị có lẽ đến từ chính nghĩa đoàn có phải không? Một người trong số buông tiếng cười the thé và đáp: Đúng như vậy.
Nhóm của Triển Ngọc Mai giờ đã trông thấy rõ bốn người kia, thải đều toàn y phục màu đen, chỉ chừa lại đôi mắt sáng ngời. Triển Ngọc Mai cười khải nói: bốn vị giữ chức vụ gì trong chính nghĩa đoàn? Tứ đại thị vệ. Triển Ngọc Mai lặng người, xong vẫn cười hăng hắc nói: bốn vị kể được là nhân vật hàng đầu của chủ nhân Quyết Bìa. Hôm nay bốn vị đến đây thật đúng lúc, chẳng hay bốn vị muốn gì? Người áo đen lên tiếng đầu tiên cười to: các người đã cấu kết với quần trùng thánh toàn gieo rắc gió tành mưa máu trên chốn giang hồ. Chủ nhân Quyết Bìa đã hạ lệnh trị tội các người để trừ hại cho Gió Lâm giữ gìn chính nghĩa. Triển Ngọc Mai cười khanh khách: diện lý do đàng hoàng lắm, nhưng rất tiếc trong giới Gió Lâm giang hồ hiện đã hiểu ra âm mưu của các người, không còn cảm hứng đối với hai tiếng chính nghĩa của các người nữa đâu. Đó chỉ là ý nghĩ của riêng người thôi. Quyết Sì bỗng lớn tiếng nói: Triển cô nương, hãy để lão phù dọn dẹp mấy cái tên ma mị này cho rồi. Triển Ngọc Mai vội ngăn cản: không được đâu, bốn người này là giá tiền thị vệ của chủ nhân Quyết Bìa, không như bọn tay sai tầm thường của chính nghĩa đoàn, chúng ta cần thận trọng. Mọi người trong sảnh đều ngưng thần chuẩn bị đối phó. Xong bốn người áo đen tuy giữ chặt bốn phía, nhất thời không có động thủ, chỉ đứng lặng yên tại chỗ. Triển Ngọc Mai lấy làm lạ gằn giọng nói: bốn vị vậy là sao, muốn động thủ sao không nhanh chóng đi? Người áo đen ấy cười to: các người bốc tức nóng vội, hôm nay các người đã đến ngày tận số rồi. Triển Ngọc Mai cười khải: các người tự đánh giá mình quá cao đó, vậy thì còn chờ gì nữa chứ? Chờ tệ thượng đức thần tới đây xử trị. Triển Ngọc Mai sửng sốt: ồ, chủ nhân Quyết Bìa cũng sẽ đến đây ư? Người áo đen ấy cười khàn khàn: nếu không thì bọn ta đâu có chờ lâu đến như vậy. Triển Ngọc Mai lặng người thầm thở dài nghĩ: đêm nay e giữ nhiều lành ít rồi. Thốt nhiên một tiếng huýt sáo dài từ xa vọng đến. Tiếng huýt sáo thoạt đầu cách xa hàng mấy dặm, nhưng thoáng chốc đã đến gần chỉ còn chừng vài trượng. Rồi thì một bóng đen từ trên cao đáp xuống, dùng tay phát ra một luồng chưởng lực màu đỏ về phía cây đào ở trước hoa sảnh. Lập tức bùng lên một tiếng, cây đào liền bùng cháy. Triển Ngọc Mai khẽ thở dài nói: Quyết Diễm Chưởng, chủ nhân Quyết Bìa đã đến rồi. Những bốn người áo đen cùng cúi đầu đồng thanh nói: tứ đại thị vệ cùng nghìn thánh giá tôn chủ Quyết Bìa. Những thấy người vừa xuất hiện như một áng mây đen nhẹ nhàng đáp xuống trước hoa sảnh. Phục trang của y y hệt như người áo đen, khác chăng là Quyết Cô Tỷ trèo lủng lẳng trước ngực. Triển Ngọc Mai cười to nói: chủ nhân Quyết Bìa mã giá thần lầm, thật chúng tôi phúc đức khôn cùng. Chủ nhân Quyết Bìa cười thấp trầm và nói: bốn bìa chủ giữ gìn chính nghĩa Gió Lâm thiền hạ, gặp phường tà ác hung hiểm gây hại Gió Lâm là phải tiêu diệt hết. Triển Ngọc Mai cười khải rồi lớn tiếng mắng: lão ma, người chớ có khua môi múa mép, có giỏi thì hãy động thủ đi. Chủ nhân Quyết Bìa ngửa mặt cười vang, tiếng cười làm rung rinh mái ngói, đinh tài nhức óc. Triển Ngọc Mai tuy có hơi khiếp sợ, xong vẫn cố trấn tĩnh rồi quát: lão cười cái gì? Chủ nhân Quyết Bìa ngưng cười rồi nói: bốn bìa chủ cười các người không biết tự lượng sức mình, dám chống lại cùng bốn bìa chủ, cùng tứ đại thị vệ, chẳng quá là khôi hài hay sao? Triển Ngọc Mai cũng cười vang: bốn cô nương cũng muốn xem thử chủ nhân Quyết Bìa có bản lĩnh là bao. Nói đoạn nàng dẫn công sẵn sàng, quay sàng tả hữu sông dậy, cùng Quyết Phật, Quyết Si, Hải Trí, Hải An. Rồi hạ thấp giọng nói: khi nào thấy tôi dùng tay ra hiệu, mọi người hãy lập tức tùng xuất, cùng tấn công vào chủ nhân Quyết Bìa. Nếu giết được lão thì chúng ta có chết cũng vui lòng nhắm mắt. Mọi người đều nhất trí, chỉ chờ có Triển Ngọc Mai tìm cơ hội thuận lợi nhất tề xuất thủ tiêu diệt chủ nhân Quyết Bìa. Chủ nhân Quyết Bìa như thể chim ngắm đàn chim ở trong lòng, cười tủm tỉm rồi nói: nếu thức thời vụ các người nên xuôi tay chịu trói đi thì hơn. Triển Ngọc Mai bỗng sửng sốt nói: ủa lão ma, sao tiếng nói của ông nghe quen tai quá vậy? Kỳ thực đó là Triển Ngọc Mai giả vờ nói như vậy thôi, bởi giọng nói của quân trung thánh hoàn toàn khác với chủ nhân Quyết Bìa trong lúc này.
Tiễn Ngọc Mai sở dĩ nói vậy chẳng qua là muốn kéo dài thời gian đánh lạc hướng sự chú ý của chủ nhân Quyết Bia, hầu tìm cơ hội thuận lợi mà xuất thủ. Song chủ nhân Quyết Bia có thật giật mình, nghe nói không khỏi sửng sốt nói: "Thật vậy sao?" Tiễn Ngọc Mai cười khẩy: "Bốn cô nương không có sở trường nào khác hơn là chính là thính nhĩ đâu. Dù sao lão sửa chữa tiếng nói cho đến nào đi chăng nữa, bốn cô nương vẫn có thể nhận ra được mà." Chủ nhân Quyết Bia cười khanh khách: "Vậy là người cũng đáng kể là một nhân tài đó." Tiễn Ngọc Mai cười lạnh lùng: "Quá khen." Chủ nhân Quyết Bia trầm giọng: "Nói mau, bổn bia chủ là ai hả?" Bốn người áo đen giá tiền thị vệ cùng giỡn tay lắng nghe, bởi lời nói của Tiễn Ngọc Mai cũng khiến họ thấy làm hiếu kỳ. Họ chưa từng được nghe nói lại có người thính giác linh mẫn đến như vậy. Đồng thời họ cũng muốn biết về thân phận chân thật của chủ nhân Quyết Bia. Lão là một nhân vật lừng danh trong chốn võ lâm giang hồ hay sao? Mặc dù họ đã bao năm giữ chức giá tiền thị vệ, song không hề biết chủ nhân của họ là ai. Tiễn Ngọc Mai đảo mắt nhìn quanh, bỗng cười khúc khích rồi nói: "Thôi, bổn cô nương không nói đâu." Chủ nhân Quyết Bia ngạc nhiên nói: "Tại sao vậy?" Tiễn Ngọc Mai mỉm cười nói: "Nếu bổn cô nương mà nói ra e sẽ ảnh hưởng trọng đại đến lão đâu." Chủ nhân Quyết Bia ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: "E đó chỉ là người quên hoàng phát lát thôi." Tiễn Ngọc Mai đảo tròn mắt rồi cười: "Hả? Nếu chỉ mỗi một mình lão nghe được thì cũng được. Người hãy dùng thuật nghĩ ngữ truyền âm mà nói đi." Tiễn Ngọc Mai lắc đầu: "Rất tiếc là bổn cô nương không biết môn võ công tuyệt học ấy." "Vậy thì ngươi nói bằng cách nào đây?" "Lão hãy đến gần đây đi, bổn cô nương sẽ kề tai nói nhỏ cho lão nghe." Chủ nhân Quyết Bia lặng thinh ngẫm nghĩ. Tiễn Ngọc Mai cười khải rồi nói tiếp: "Nghe đồn chủ nhân Quyết Bia võ công cái thế vô địch thiên hạ, chả lẽ chỉ đến gần thêm mấy bước mà cũng sợ bị bổn cô nương ám toán hay sao chứ?" Chủ nhân Quyết Bia cười gian: "Quý nha đầu, người rõ khéo ăn nói, vậy thì bổn bia chủ phải xem thử người có bao nhiêu thần công quảng đại mới được." Đoạn liền lướt người đến gần qua sảnh. Tiễn Ngọc Mai sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tức khắc song chưởng cùng dung lên, hai chòm ánh sáng bạc như mưa phủ chụp xuống đỉnh đầu của chủ nhân Quyết Bia. Tả hữu song vệ Quyết Phật, Quyết Si cùng Thiếu Lâm Nhị Tăng cũng đã được Tiễn Ngọc Mai ám thị từ trước, mỗi người cùng liền tiến nhanh lên, rồi nhanh như chớp tung ra một chiêu vô cùng hung hiểm. Phải biết nhóm người của Tiễn Ngọc Mai thải đều là những cao thủ bậc nhất trong võ lâm thiên hạ. Bảy người đã nhất tề xuất thủ, giả lại cùng lúc chủ nhân Quyết Bia không đề phòng, dù võ công của lão có cao đến mấy cũng khó có thể chống đỡ được. Chủ nhân Quyết Bia cấp tốc thoái lui, đồng thời dung tay phóng ra hai chữ. Liền thì tứ đại thị vệ dơi một tốc độ cực nhanh, cùng lao đến sau lưng bảy người, rồi một cuộc hỗn chiến lập tức đã diễn ra. Song chỉ trong chốc lát, tứ đại thị vệ với võ công cao siêu đã nhanh chóng điểm khóa huyệt đạo của tất cả bảy người nhóm của Tiễn Ngọc Mai, thảy đều ngã lăn ra đất. Sau đó tứ đại thị vệ cùng đến đứng xếp hàng trước mặt của chủ nhân Quyết Bia, rồi cung kính thi lễ nói: "Thuộc hạ đã hộ giá không tròn trách nhiệm, xin tôn chủ hãy trị tội." Chủ nhân Quyết Bia cười khẽ nói: "Cũng chẳng trách các người được." Người đứng đầu tứ đại thị vệ vội nói: "Thường thế của tôn chủ." Thì ra chủ nhân Quyết Bia hai vai khẽ run rẩy, đã chảy ra một bãi máu tươi xuống mặt đất. Hiển nhiên lão đã thọ thương bởi sự đột kích của Tiễn Ngọc Mai. Chủ nhân Quyết Bia cười giòn: "Bốn bia chủ há phải là kẻ tầm thường, chút thường thế này đâu có thể nào khiến bốn bia chủ phải bận tâm chứ." Tứ đại thị vệ lặng thinh. Chủ nhân Quyết Bia lại chậm rãi nói: "Hãy tước tốt mang bãi tên ác đồ này đưa vào trong bí cùng chính nghĩa nhai, rồi giam hết vào thiết lao, chờ khi nào bốn bia chủ hồi phục hẳn thẩm vấn định đoạt sao." Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 29, tác giả Tuyết Nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 30 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.